Thưa quý vị, những năm qua, hoạt động của các ban công tác mặt trận các cấp tại thành phố Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng dân cư, qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tầng lập 1F, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ông Bùi Xuân Tấn cùng với 15 thành viên trong ban công tác mặt trận luôn năng nổ, nhiệt tình, đoàn kết, phối hợp đồng bộ, tạo được lòng tin của nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Định kỳ hàng tháng, ban công tác mặt trận tổ chức sinh hoạt, triển khai hoạt động tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, mỗi thành viên đều tích cực tham gia nuôi heo đất, gây quỹ hỗ trợ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư. Nhờ đó mà đời sống của người dân ngày càng cải thiện. Tất cả mọi người cũng thành viên tổ rồi cũng tổ trưởng cũng những ban chấp hành đó rất là động viên, rất là coi như là theo sát lắm. Coi như có cái chi nó thật tình thì cũng ưu ái anh xí, cũng ưu ái gia đình mình xí. Thì cô cũng rất là cảm ơn. Khu dân cư là cái công tác mặt trận ở khu dân cư là tân lập 1F này làm rất là tốt từ xưa đến nay rồi. Đấy, thì nói chung là thường xuyên có những cái chuyên đề để mà tuyên truyền cho nhân dân trong những cái cuộc họp cũng như là trong cái buổi sinh hoạt. Những năm qua, khu dân cư tân lập 1F được Ủy ban nhân dân phường công nhận là khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa, văn minh đô thị, được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng là tổ dân phố 20 năm liền hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định mỗi thành viên trong ban công tác mặt trận đóng vai trò rất lớn trong việc lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vai trò của ban công tác mặt trận với khu dân cư thì trước tiên phải nói là cái vai trò phối hợp để vận động tuyên truyền của người dân thực hiện các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời cái là thực hiện cái công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, hỗ trợ cho người dân để kịp thời tạo cái sự đồng thuận trong cái dư luận của nhân dân và qua đó thì tạo cái khối đại đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Nguyện vọng của khu dân cư, cái thứ nhất là kêu gọi toàn thể nhân dân là tham gia tích cực ủng hộ các cái gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo là có cuộc sống là ngang bằng với cuộc sống bình quân ở khu dân cư. Mong rằng mọi người dân ấm no, hạnh phúc, đoàn kết, thân thiện về môi trường và mọi mặt đều bình yên. Những nỗ lực, đóng góp của hệ thống mặt trận Tổ quốc trong những năm qua đã được các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều tổ chức cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đây là động lực khích lệ đội ngũ cán bộ mặt trận địa phương tiếp tục cống hiến cho công tác mặt trận, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp.